Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Actra, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay, cái thời điểm ngày 18 tháng 12 năm 2022, chỉ còn khoảng tầm 10 ngày nữa thôi là kết thúc tháng 12, kết thúc năm 2022 này. Và Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá bán tại thời điểm này tốt nhất của Actra, những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi về chiếc xe này. Với Actra thì hiện tại ở cùng phân khúc với những dòng xe ví dụ như là Vios, Accent hay là Honda City, nhưng mà thực tế thì cái tầm tiền của Actra thì thấp hơn so với những dòng xe kia rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Tầm tiền của Actra thì hiện tại chỉ cạnh tranh với cả dòng xe ví dụ như là Kia Soluto, hay là chiếc xe ở phân khúc cỡ A ví dụ như là Kia Morning, hay là chiếc xe Hyundai Grand i10 thôi quý vị các bạn nhé. Với Actra là một chiếc xe hiện tại đang được bên phía Mitsubishi nhập khẩu tại Thái Lan các bạn nhé. Và phiên bản đầu tiên mình cập nhật đó là Actra phiên bản số sàn, một cái phiên bản mà trong thời gian vừa qua rất nhiều người quan tâm và lựa chọn khi mà những dòng xe ở phân khúc cỡ A ví dụ như là i10 thì gần như là không có số sàn, cho nên là lựa chọn về Actra là một chiếc xe cũng rất đáng để mọi người quan tâm. Với tầm tiền niêm yết của nó là 380 triệu đồng, và tại thời điểm mình cập nhật video này, đại lý sẽ bán với mức giá là 365 triệu đồng thôi quý chị các bạn ạ. Mức giá này vẫn có thể linh động được thêm một chút nữa quý chị các bạn nhé. Ngoài ra có chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng cam hành trình khi mà lựa chọn về số sàn của Actra. Và lăn bánh ở tỉnh của nó là 406 triệu, ở Hà Nội sẽ là 434 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 430 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 406, ở Hà Nội là 434, và thành phố Hồ Chí Minh là 430 triệu đồng với Actra phiên bản số sàn này, một cái phiên bản mà định hình phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, cần một chiếc xe tầm tiền dễ xoay vòng, một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, một chiếc xe không gian rộng rãi thoải mái thì Actra đáp ứng được quý chị các bạn nhé. Nếu như mua trả góp thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà các bạn cần bỏ ra sẽ là 115 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 142 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 135 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 115, Hà Nội là 142, và thành phố Hồ Chí Minh là 135 với số sàn của Mitsubishi Actra. Đó là số sàn. Sang cái phiên bản thứ hai, đó là phiên bản số tự động Mitsubishi Actra CVT số tự động phiên bản thường quý vị các bạn ạ. Bản số tự động này đang có mức giá niêm yết là 465 triệu đồng. Tại thời điểm mình cập nhật video này, đại lý đang giảm giá cho quý vị các bạn lên tới hơn 30 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Giảm giá hơn 30 triệu đồng với Actra CVT số tự động bản thường này. Vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính, trải sàn, cam hành trình. Vậy thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 482 triệu, ở Hà Nội là 512 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 505 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 482, ở Hà Nội là 512, và thành phố Hồ Chí Minh là 505 triệu đồng với Actra CVT, một cái phiên bản số tự động mà giá xe cũng chỉ có 403 thôi quý anh chị các bạn ạ. Một mức giá mà hiện tại so sánh ở trong phân khúc thì cũng rất đáng để mọi người quan tâm. Cần một dòng xe giá rẻ, cỡ B, rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu thì Actra CVT đáp ứng được. Bản này nếu như mua trả góp thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần bỏ ra sẽ là 137 triệu, ở Hà Nội số tiền tối thiểu bỏ ra là 166 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 157 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 137, Hà Nội 166, và thành phố Hồ Chí Minh là 157 với Actra CVT quý chị các bạn nhé, theo phương án trả góp. Cái đợt cuối năm này mà các bạn mà có muốn mua trả góp ấy thì chúng ta lên xử lý sớm, vì đâu đó các ngân hàng thường là ngoài tầm ngày 24, 25, như mọi năm là cũng đã ngừng giải ngân rồi, thì năm nay hôm nay cũng đã là ngày 18 rồi, còn vài tuần nữa thôi quý chị các bạn ạ. Nếu như mua trả góp thì chúng ta phải xử lý luôn. Sang cái phiên bản thứ ba mình cập nhật đó là Actra CVT phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe Actra này, phiên bản đầy đủ option nhất. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 490 triệu đồng, và cái phiên bản cao cấp nhất này đại lý đâu đó cũng giảm giá gần 40 triệu đồng dành cho quý chị các bạn, cũng giảm giá gần 40 triệu đồng với Actra CVT Premium này. Vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng cam hành trình, những cái phụ kiện cực kỳ cơ bản trong một chiếc xe khi mà lăn bánh xuống đường. Vậy thì Actra CVT Premium này
giá xe cũng chỉ nhỉnh 450 triệu một chút thôi. Và mình có cập nhật là bánh ở tỉnh 507 triệu, ở Hà Nội bỏ ra là 536 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 530 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 507, ở Hà Nội là 536, và thành phố Hồ Chí Minh là 530 triệu đồng. Nếu như mua trả góp Actra CVT Premium này ở tỉnh, số tiền tối thiểu mà các bạn cần bỏ ra 142 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 173 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 162 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 142, Hà Nội là 173, và thành phố Hồ Chí Minh là 162 theo phương án trả góp của Actra CVT Premium quý chị các bạn nhé. Đây là mức giá cập nhật dịp thời điểm cũng còn khoảng tầm chục ngày nữa thôi là kết thúc năm rồi. Và Actra thời điểm này so với thời điểm trước thì cũng tăng cường giảm giá, có phiên bản từ 5 triệu, phiên bản từ 8 triệu so với thời điểm trước. Đây là một chiếc xe có tầm tiền sedan cỡ B, rộng rãi, thoải mái, nhưng mà tầm tiền thì chỉ ngang nhỉnh so với cả những dòng xe i10 hay là chiếc xe Kia Morning thôi. Và nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp, lái thử về chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhập khẩu tại Thái Lan này thì hãy liên hệ theo cái số line ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ anh chị hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ anh chị hãy gọi hotline ở miền Nam, để liên tục cập nhật những cái chính sách giá tốt nhất, đàm phán mức giá tốt nhất có thể dành cho các bạn khi mà lấy xe trong cái dịp tại thời điểm này. Mình chắc chắn các bạn rằng giá xe trong 10 ngày cuối cùng này, khi chúng ta gọi điện, chúng ta có kế hoạch lấy, chính sách giá vẫn còn linh động được nữa quý chị các bạn nhé. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe trong thời điểm cuối năm này. Xin chào ạ.